Thưa quý vị và các bạn, bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể, chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Mời quý vị sẽ đến với phóng sự ngay sau đây. Là nơi tập trung khối lượng nông phẩm khổng lồ lên đến hàng trăm tấn mỗi ngày, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn nhiều năm nay luôn trong tình trạng rác thải bùa vây từ bao bì ni lông, rau củ quả hư thối cho đến nguồn nước thải từ các hàng thịt cá. Theo phản ánh của bạn đọc tới Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang bị rác thải bùa vây và bốc mùi hôi thối, đặc biệt là khu bán hải sản. Điều này không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm, phát sinh các nguồn bệnh dịch từ rác thải khi các mặt hàng thực phẩm được bày bán ngay cạnh bãi rác. Có mặt tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn vào buổi sáng, theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực bán hải sản, nhiều vũng đọng nước bốc mùi hôi thối, nhiều các thùng chứa thủy hải sản bao ni lông, nhiều nông sản trái cây hư hỏng được vứt bỏ khắp chợ, chưa được thu dọn kịp thời khiến nơi đây không khác gì một bãi rác khổng lồ. Các thùng giấy, thùng xốp vứt kín cả lối đi, mùi nông sản thối rữa bốc lên nồng nặc khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí ngay cạnh tuyến đường trước chợ nông sản cũng xuất hiện la liệt rác thải bao bì bị vứt bỏ. Tại khu vực bán hải sản bên ngoài chợ, các mặt hàng tôm cá được các thương lái sơ chế tại chỗ và nguồn nước thải xả thẳng ra môi trường nên mùi tanh của nước thải ở nơi này vô cùng nồng nặc. Dọc các tuyến đường hành lang chợ đều tràn ngập các loại bao bì ni lông đã qua sử dụng, các phần rau củ bị bỏ sau khi sơ chế. Bên trong đã nhếch nhác, bên ngoài chợ càng ô nhiễm trầm trọng hơn. Dọc theo con đường Nguyễn Thị Sóc, chỉ một đoạn đường dài hơn 200m từ quốc lộ 22 đi vào là khung cảnh rác chồng lên rác. Bao bì ni lông lâu ngày gặp những cơn mưa, vậy là bám chặt xuống lòng đường, rồi nước thải mùi tanh tưởi của các hàng thủy hải sản cứ sộc thẳng vào mũi người đi đường. Bất chấp Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Đông đã gắn bảng cảnh báo phạt 15 triệu đồng đối với hành vi xả rác bừa bãi, nhưng rác ở chợ đầu mối Hóc Môn vẫn lan liệt khắp nơi. Dù biết hàng ngày chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tiếp nhận hàng trăm tấn rau củ quả và cũng có hàng chục tấn rác thải phát sinh là điều khó tránh khỏi, nhưng những thói quen sản xuất kinh doanh của nông dân và cả thương lái cũng như sự thiếu ý thức của các tiểu thương khiến tình trạng rác thải ở đây càng thêm trầm trọng. Đặc biệt là trên các con đường dẫn vào chợ luôn bị biến thành chợ tự phát, tiểu thương vô tư họp chợ bán hàng và xả rác. Nhiều người dân sống tại khu vực này cho hay, quản lý đô thị đi tuần mỗi ngày nhưng đi tới đâu người dân tháo chạy tới đó, không dẹp được chợ tự phát ngay bên ngoài chợ chính. Rác thải sau cuộc mua bán cứ thế lại chất đống trên đường. Việc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn bị bủa vây bởi rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những hộ dân sống xung quanh. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương sớm có những giải pháp hiệu quả hơn nhằm khắc phục tình trạng trên, tránh để chợ trở thành nguồn lây nhiễm dịch bệnh, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh đánh giá tổng kết thực tiễn chuyên sâu về hoạt động này cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư mediamoichuongdothi@gmail.com hoặc gọi số đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713.